Bạch sư cho con hỏi, người hay nói dốc để lấy lòng người khác, đặng nhờ vả cho dễ, thì nghiệp của việc này là gì? Họ là người vô minh, con nên nói thế nào cho khéo để họ hiểu ra phần nào? Cách tốt nhất là mình lo cho mình trước đi. Đôi khi chúng ta học đạo, cái việc mà chúng ta khuyên người khác làm tốt á, thì chúng ta rất là ưa thích, điều đó không có sai. Nhưng mà nhớ giùm sư, khi chúng ta mở miệng ra, hãy xem có đủ những yếu tố như sau hay không. Điều này được Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thứ nhất là chúng ta mở miệng nó có đúng lúc hay không. Đúng lúc ở đây là khi chúng ta mở miệng nó có tác dụng, người nghe họ chịu lắng nghe thì mở miệng, chứ không phải mình thích nói lúc nào mình nói. Có nhiều bậc phụ huynh ấy, thường hay chê trách con của mình, la rầy con của mình vào những thời điểm không thích hợp, nó cũng không thèm nghe đâu, dù cho quý vị có nói đúng đi chăng nữa. Một bà vợ con muốn nhắc nhở chồng mình mà nhắc không đúng lúc, ổng cũng không muốn nghe. Ngay cả quý vị cũng vậy. Để ý các bậc cha mẹ của quý vị, hoặc là vợ hoặc chồng của quý vị, nhắc quý vị mà ngay cái lúc mình không muốn nghe thì nó cũng giống như con rùa nó vo ve lỗ tai, phiền. Cho nên yếu tố đầu tiên rất quan trọng là xem mình mở miệng nói có đúng lúc hay không. Cái thứ hai, điều mình nói có đúng sự thật hay không. Đừng vì cái chuyện mình nghĩ là lợi ích rồi tự mình biên tập, mình chế biến ra một cái sự dối trá, không có nên. Và điều thứ ba đó là chúng ta xét coi chúng ta nói nó có lợi ích hay không. Điều thứ tư, chúng ta xét chúng ta khi nói mình có biết sắp xếp từ ngữ hay không, có biết lựa lời mà nói hay không. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mình có sắp xếp từ ngữ hay không, hay là mình bạ đâu nói đó, muốn gì nói đó. Mình nói đôi khi mình tốt cho nhau mà lời nói của mình nó chỉ làm tổn thương nhau thôi. Và điều thứ năm, xem xét là mình đang nói bằng từ tâm hay mình đang nói bằng sân tâm. Nhiều khi mình muốn nhắc nhở người khác, muốn khuyên người khác mà mình nói toàn bằng sân tâm không à. Chính vì lẽ đó, trước khi mở miệng nói hãy suy xét năm điều như thế. Khi mà quý vị có đủ năm điều đó rồi thì quý vị có thể mở miệng ra để mà mình nói, tính luôn cả việc khuyên người khác. Còn việc nói dối để lấy lòng người khác thì nó y như cái nghiệp nói dối, đều đi địa ngục, đều hết kiếp địa ngục rồi thì sanh làm ngạ quỷ. Kiếp nào được làm người thì bị các tật về miệng, và lời nói không có giá trị, người khác không có lắng nghe. Cho nên cái hậu quả, cái nghiệp
Cái việc nói dối thì sư đã nói rồi. Nhưng mà lúc nào mình nên nói, lúc nào mình không nên nói thì quý vị phải suy xét. Chứ không phải là mình thấy người khác làm sai thì mình muốn nhắc, mình nhắc lúc nào mình nhắc. Có nhiều khi mình phải lựa chọn im lặng, bởi vì chưa đúng lúc